xin chào các bạn quay trở lại với chương trình tự học đàn piano đệm hát hôm rồi thì chúng ta học đến uh, phần các cái mẫu đệm của Điều ban và Boston các bạn ha tiếp theo hôm nay thì chúng ta sẽ học cái cách để ghép các cái mẫu đệm này vào các cái ca khúc thì ca khúc hôm nay chúng ta học đó là bài bụi phấn thì uh, hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để đưa, đưa các cái mẫu đệm vào đây để chúng ta học những cái kỹ thuật đệm hát của bài nhạc này cũng như là chúng ta học cái cách để tạo ra intro của bài nhạc này các bạn ha bạn nào muốn học theo phần đệm hát này, phần 3 này thì các bạn vui lòng liên hệ với tôi để tôi cung cấp bộ giáo trình và cung cấp cho các bạn video hướng dẫn của phần 3, phần đệm hát, các cái kỹ thuật đệm hát này các bạn nha. Rồi bây giờ là phần hướng dẫn chi tiết của bài bụi phấn, phần intro và phần ghép mẫu đệm vào chúng ta đệm hát các bạn ha.